Chào các bạn nha. Thì món chuột đồng cũng đã từ rất lâu rồi tôi cũng chưa có được ăn. Thì hôm nay tôi được một đứa cháu nó đi chơi từ quê hương Đồng Tháp về có tặng cho tôi khoảng 1 ký chuột. Thì tôi lại nhớ những ngày xa xưa, nhớ những món ăn mà ba tôi làm, trong đó có món thịt chuột. Mỗi khi ba tôi đi làm đồng về bắt được con chuột là làm cho tôi và cả gia đình cùng ăn. Vì là người nhỏ bé nhất trong gia đình đông con nên lúc nào tôi cũng được dành phần ngon nhất, ví dụ như là đùi chuột. Thì cứ mỗi lần được ăn món thịt chuột, tôi lại cảm nhận được tình thương của gia đình và hương vị đặc trưng của thịt chuột. Thì ngày xưa gia vị nó cũng rất đơn giản lắm mọi người, chỉ cần một chén muối ớt hoặc là một chén nước mắm làm nước chấm. Còn các gia vị thì cũng rất là đơn giản, nó có sẵn trong gia đình, ví dụ như là muối, bột ngọt, đường, nước mắm, dầu ăn. Nó không được đầy đủ như bây giờ, cầu kỳ như bây giờ, nhưng mà hương vị của nó là rất đậm đà, đặc trưng dành cho những cái món đồng quê đơn giản. Thì chuột đồng ta có thể làm được rất nhiều món đơn giản, không cầu kỳ. Bây giờ mình cùng nhau vào bếp để làm món thịt chuột chiên sả ớt nhé mọi người. Thì tất cả các gia vị nêm nếm mình có để trên màn hình, thì mời các bạn tham khảo nhé. Bắt đầu cho gia vị vào ớt.
Tới khúc này thì mùi vị nó dậy lên rất là thơm nha mọi người, kể cả mùi của gia vị hòa lẫn với mùi của thịt chuột. Món chuột chiên sả ớt ta có thể dùng để ăn cơm hoặc lai rai cùng với bạn bè. Các bạn có ghé ngang xem video, hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký và chia sẻ, ủng hộ kênh phát triển nhé mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người.